Rồi. Rồi, hello anh em, chào anh em đến với channel của mình. Mình là Sầu Cao Vlog. Thì hôm nay mình đi săn với anh Cảnh nha anh em. Anh Cảnh nó gần nhà mình, Cảnh bên đường Bà Cũ. Thì hôm nay Sầu Cao đã bắn cây ít K1 mini. Đây nè, cây Sầu Cao Vlog cây độc quyền nha anh em. Cái này Sầu Cao không có bán mẫu nha anh em. Thì hôm nay anh em mình đi test cu thôi à, vòng vòng chơi. Nãy giờ là anh Cảnh làm hai con rồi. Thì sắp tới thì anh Cảnh cũng làm vlog nữa. Anh cũng làm một kênh. Thì anh em có qua ủng hộ anh Cảnh nha. Giờ hai anh em mình đi. Cái gì? Thôi giờ mình đi ăn gì nữa, giờ chiều rồi, gần chiều rồi. Dạ, mua nhiều lắm. Ừ rồi. Pha bắn cò. Pha bắn cò của anh Cảnh. Lùm chuối không thấy đường. Rồi lụm. Lụm không? Lụm. Anh Cảnh bắn ghê lắm anh em. Thì anh Cảnh cũng là một nhân tài rồi. Theo mình phán đoán thì anh Cảnh sau này sẽ là một cái vlog rất là nổi tiếng. Bắn rất là kinh điển. Thì nãy giờ nó bắn không à? Sầu Cao nay đi heo chơi thôi, Sầu Cao cũng test cái áo ngụy trang này nè. Thấy không? Bắn cái còn nữa. Ghê lắm. Thì nay Sầu Cao cũng test cái áo ngụy trang luôn, rồi về bữa đó Sầu Cao cũng sẽ lấy cái áo ngụy trang về bán. Ừ, được con nè. Đó. Đây, áo ngụy trang nè. Thấy không? Đây, áo này rất là đẹp. Áo này rất là hợp với cây cỏ này nè. À, nịp bắn tự hủ thì tới luôn. Thì giờ bữa nữa Sầu Cao sẽ lấy cho bán anh em ơi. Thì có gì thì Sầu Cao sẽ đăng lên. Anh em cũng theo ủng hộ Sầu Cao nha. Tiếp tục là được một em nữa. Nghe bắn ghê trời. Giờ em chỉ anh còn tự hủ biết bắn trúng không mà. Đỏ cây đi kìa. Chà, nhưng mà xa lắm. Tới đi. Mạng nè anh em. Rồi, xong rồi. Nó lên đọt là đụng khó ăn á. Cái giò hả vậy? Cái giò hả vậy? Hai viên rồi đó. Viên đầu thì gãy giò phải không? Cái ghê trời, rớt luôn kìa anh em. Rồi xong. Mai luôn rồi. Bắn nổ cái bóp luôn trời. Cái đó chết chết á, như nó chết á. Nó xà. Nó bay rồi, nó bay vô trong rồi. Thấy nó bắn sạc sạc bay rồi. Tiếp tục anh em ơi. Anh Cảnh bắn què giò nữa. Kỹ vô dưới lá. Chưa tới, chưa tới, chưa tới, chưa tới, chưa thấy nào. Chưa, nó chưa thấy đâu. Rồi, rồi, chơi đi. Tôi hú kìa nè. Cò lép. Tắt nữa. Ha, vậy không trúng trời. Sao đám chích tới đây nè. Đây nè. Đây nè. Đi chơi được rồi. Gớt một con nè, tù hú. Gớt tù hú anh em ơi. Hay quá. Sao cả đỉnh. Nghe anh em ơi. Gớt kìa. Tù hú bông nghe anh em. Còn con nữa, còn con nữa. Này cho anh em coi. Mập như con heo vậy đó. Trời ơi nó mập nè anh em ơi. Bông. Còn đen quanh. Tiếp tục. Chắc tốt nghe anh em. Nè, cái cam mini.
bóng đen này nữa nè. Anh em đang tìm. Đây nè, thành quả của hai anh em đi một buổi chiều 2 tiếng đồng hồ được bao nhiêu nè. Hai con cò sầu cá bắn được con tôm hú nè. Nè, bắn cây ếch cam mini nè anh em nhịn hú nè. Trời ơi là trời. Đố này mấy trăm gram. Không biết ăn cái gì mà 100 gram vậy. Cỡ đó. Chắc nửa ký anh em. Còn đen nữa. Đấy thì hai anh em mình đi hôm nay là đi giải trí thôi. Rồi, chào tạm biệt anh em nha, nhớ đăng ký kênh và like chia sẻ nha.